Thế giới đang lâm bệnh sắp chết. Nó đang chết dần. Vị danh y vĩ đại đã ký giấy chứng tử. Tuy nhiên, vẫn còn những công việc lớn lao mà các cơ đốc nhân phải làm. Họ phải là những dòng chảy của dòng sông sự sống, là những con kênh của lòng thương xót đến với những người vẫn còn đang sống trong thế gian này. Họ có thể làm được điều này vì họ là những người chiến thắng. Cơ đốc nhân là những đại sứ của Đấng Christ. Họ là những đại diện từ thiên đàng đến thế giới đang chết này. Và bởi vì sự hiện diện của chúng ta ở đây, mọi thứ sẽ thay đổi. Chị gái tôi, Betsy và tôi đã ở trong trại tập trung Đức Quốc xã ở Ravensbrück bởi vì chúng tôi đã phạm tội yêu người Do Thái. 700 người chúng tôi từ Hà Lan, Pháp, Nga, Phần Lan và Bỉ bị nhét vào một căn phòng được xây dựng cho 200 người. Theo như tôi biết, Betsy và tôi là hai đại diện duy nhất của thiên đàng trong căn phòng đó. Chúng tôi có lẽ đã là những đại diện duy nhất của Chúa trong nơi thù nghịch đó. Nhưng bởi sự hiện diện của chúng tôi ở đó, mọi thứ đã thay đổi. Chúa Giê-xu phán, các con sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian. Nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi. Chúng tôi cũng vậy, phải là những người chiến thắng, mang ánh sáng của Chúa Giê-xu đến một thế giới đầy rẫy bóng tối và thù ghét. Đôi lúc tôi sợ hãi khi đọc Kinh Thánh, khi tôi nhìn vào thế giới này và thấy tất cả những sự hoạn nạn và bắt bớ được báo trước trong Kinh Thánh đang trở thành sự thật. Giờ tôi có thể nói với các bạn, tuy nhiên nếu các bạn cũng sợ thì tôi mới chỉ đọc những trang cuối cùng thôi. Giờ tôi có thể la lớn lên rằng Hallelujah, Hallelujah, vì tôi đã tìm thấy ở nơi viết những điều đó. Thì Chúa Giê-xu cũng phán, kẻ nào thắng sẽ được hưởng tất cả những điều này. Ta sẽ làm Chúa người, người sẽ là con ta. Đây là tương lai và hy vọng của thế giới này. Không phải là thế giới sẽ tồn tại, mà cho chúng ta là những người chiến thắng ở giữa một thế giới đang chết. Betsy và tôi, trong trại tập trung, chúng tôi đã cầu nguyện xin Chúa chữa lành cho Betsy yếu đuối và bệnh tật. Đúng, Chúa sẽ chữa lành cho chị, Betsy tự tin nói. Chị ấy chết vào ngày hôm sau và tôi đã không thể hiểu điều đó. Họ đặt thân thể gầy yếu của chị trên nền bê tông với tất cả những thi thể của các phụ nữ khác cùng chết vào ngày hôm đó. Điều này thật khó để hiểu đối với tôi, thật khó để tin rằng Chúa có một mục đích cho tất cả điều đó. Nhưng vì sự ra đi của Betsy, ngày nay tôi đang đi khắp thế giới để nói với mọi người về Chúa Giê-xu. Có vài người trong chúng ta dạy rằng sẽ không có sự hoạn nạn, rằng cơ đốc nhân sẽ trốn thoát khỏi tất cả những điều đó. Có các giáo sư giả mà Chúa Giê-xu đã cảnh báo chúng ta rằng họ sẽ xuất hiện trong những ngày cuối cùng. Hầu hết họ có rất ít sự hiểu biết về những gì đã và đang xảy ra trên khắp thế giới. Tôi đã từng ở các quốc gia mà các thánh đồ đã phải chịu đựng sự bắt bớ khủng khiếp. Ở Trung Quốc, các cơ đốc nhân được bảo rằng đừng lo, trước khi cơn đại nạn đến, chúng ta sẽ được cất lên. Sau đó xảy ra một cuộc bắt bớ dữ dội. Hàng triệu cơ đốc nhân đã bị tra tấn đến chết. Sau này tôi nghe một giám mục ở Trung Quốc nói một cách buồn bã rằng chúng tôi đã thất bại. Đáng lẽ chúng tôi nên giúp dân sự trở nên mạnh mẽ cho sự bắt bớ, thay vì nói với họ rằng Chúa Giê-xu sẽ trở lại trước tiên. Hãy nói với dân sự làm thế nào để trở nên mạnh mẽ trong những thời kỳ bắt bớ, làm thế nào để đứng vững khi hoạn nạn xảy đến, để đứng vững mà không run sợ. Tôi cảm nhận tôi có một sứ mệnh thiên thượng để đi và nói với mọi người trong thế giới này rằng trở nên mạnh mẽ trong Chúa Giê-xu Christ là hoàn toàn có thể. Chúng ta đang được huấn luyện cho sự hoạn nạn, nhưng hơn 60% của thân thể Đấng Christ trên khắp thế giới đã bước vào sự hoạn nạn rồi. Không có lối nào để trốn thoát nó. Chúng ta là người tiếp theo. Vì tôi đã từng bị tù vì cớ Đấng Christ, và vì tôi đã gặp vị giám mục ở Trung Quốc đó, giờ mỗi khi tôi đọc một câu kinh thánh hay, tôi nghĩ, này,
tôi có thể sẽ dùng nó trong thời kỳ hoạn nạn. Rồi tôi viết nó xuống và học thuộc lòng. Khi tôi ở trong trại tập trung, một nơi mà chỉ có 20% phụ nữ sẽ sống sót, chúng tôi đã cố động viên mỗi người bằng việc nói rằng sẽ không có gì tồi tệ hơn ngày hôm nay đâu. Nhưng ngày hôm sau, chúng tôi thấy rằng nó thậm chí còn tồi tệ hơn. Trong suốt thời gian đó, câu kinh thánh mà tôi đã ghi khắc trong trí nhớ mình đã ban cho tôi hy vọng và niềm vui lớn. Nhưng nếu vì sự công chính mà anh em chịu khổ, thì anh em thật có phước. Đừng sợ điều họ sợ, cũng đừng nao núng, nhưng hãy tôn cao Đấng Christ là Thánh, là Chúa trong lòng anh em. Tôi thấy chính mình đang nói Hallelujah, vì tôi đang chịu khổ mà chính Chúa Giê-xu được vinh hiển. Ở Mỹ, các hội thánh hát hãy để dân sự được thoát khỏi sự hoạn nạn. Nhưng ở Trung Quốc và Châu Phi, sự hoạn nạn đã xảy đến. Chỉ trong năm ngoái đã có hơn 200.000 cơ đốc nhân tuận đạo ở Châu Phi. Những chuyện như vậy chưa bao giờ được đưa lên báo, bởi vì nó sẽ gây ra những quan hệ chính trị tồi tệ. Nhưng tôi biết, tôi đã từng ở đó. Chúng ta cần nghĩ về nó khi chúng ta ngồi trong những ngôi nhà đẹp đẽ của chúng ta và mặc những bộ quần áo đẹp đẽ để ăn tối với món bít tết. Rất nhiều chi thể trong thân thể Đấng Christ đang bị tra tấn đến chết trong chính khoảnh khắc đó. Vậy mà chúng ta vẫn tiếp tục như thể chúng ta sẽ trốn thoát khỏi sự hoạn nạn. Nhiều năm trước, tôi đã ở Châu Phi, trong một quốc gia mà một chính quyền mới lên cai trị. Đêm đầu tiên tôi ở đó, đã có vài cơ đốc nhân được yêu cầu đến đồn cảnh sát để khai báo. Khi đến nơi, họ bị bắt và trong cùng đêm đó bị hành hình. Ngày hôm sau, chuyện tương tự xảy ra với các cơ đốc nhân khác. Ngày thứ ba, vẫn giống như vậy. Tất cả các cơ đốc nhân trong quận đó đều bị giết chết một cách hệ thống. Ngày thứ tư, tôi đến giảng ở một hội thánh nhỏ. Dân sự đến, nhưng họ đầy sợ hãi và căng thẳng. Trong suốt buổi nhóm, họ nhìn nhau, đôi mắt họ băn khoăn. Liệu người mà tôi đang ngồi cạnh đây có bị giết vào ngày hôm sau không? Liệu tôi có phải người tiếp theo không? Trong căn phòng nóng bức và ngột ngạt, với những con bọ bay vào qua những khung cửa sổ không kính và bu vào những chiếc bóng đèn trần trên những băng ghế trơ trọi, tôi đã kể cho họ câu chuyện về thời thơ ấu của tôi. Khi tôi là một đứa bé, tôi đã đến với cha của mình và nói: Cha ơi, con sợ con sẽ không đủ mạnh mẽ để là một người tuận đạo vì Chúa Giê-xu Christ. Cha tôi nói: Nói cho cha nghe, khi con bắt chuyến tàu đến Amsterdam, cha đã cho con tiền mua vé vào lúc nào? 3 tuần trước à? Không, cha ơi, cha cho con tiền mua vé ngay trước khi chúng ta lên tàu. Đúng rồi, con gái của cha, cha tôi nói. Và Chúa cũng vậy. Cha chúng ta là Đức Chúa Giê-xu Christ. Ngài sẽ ban cho con mọi điều con cần vào đúng lúc. Những người bạn phi châu của tôi đều gật đầu và mỉm cười. Đột nhiên, thần linh của sự vui mừng bao phủ hội thánh đó và dân sự bắt đầu hát. Trong tròn ấy rất êm dịu, bờ bên đó thoa man bấy ta gặp nhau. Trong chốn ấy rất êm dịu, bên bờ đẹp nơi chúng ta mong gặp nhau. Sau tuần đó, một nửa dân sự trong hội thánh đó bị hành hình. Sau đó tôi nghe rằng nửa còn lại đã bị giết sau vài tháng. Nhưng tôi phải nói với bạn điều này: tôi đã rất vui mừng khi Chúa sử dụng tôi để khích lệ những người đó, vì không giống với nhiều người lãnh đạo của họ, tôi có lời của Chúa. Tôi đã học lời Chúa và khám phá ra rằng Chúa Giê-xu đã phán: Ngài không chỉ đắc thắng thế gian, nhưng với tất cả những người giữ trung tín cho đến cuối cùng, Ngài sẽ ban cho họ vương miện của sự sống. Vậy làm thế nào để chúng ta chuẩn bị sẵn sàng cho sự bắt bớ? Đầu tiên, chúng ta cần nuôi mình bằng lời Chúa, ăn nuốt nó, khiến nó trở thành một phần con người bạn. Điều này có nghĩa là học kinh thánh một cách kỷ luật mỗi ngày.
vì chúng ta không chỉ ghi nhớ những đoạn kinh thánh dài, mà còn đưa ra những quy tắc để thực hiện trong đời sống chúng ta. Tiếp theo, chúng ta cần phát triển mối quan hệ cá nhân với Chúa Giêsu Christ. Không chỉ là Chúa Giêsu của ngày hôm qua, Chúa Giêsu của lịch sử, mà là Chúa Giêsu biến đổi cuộc đời ngày hôm nay, đứng đang sống và đang ngồi bên tay phải Đức Chúa Trời. Chúng ta phải đầy dẫy Đức Thánh Linh. Đây không phải là một mạng lệnh tùy chọn của Kinh Thánh. Nó hoàn toàn cần thiết. Những môn đồ nhỏ mọn đó đã có thể không bao giờ đứng nổi dưới sự bắt bớ từ người Do Thái và La Mã nếu họ không đợi cho đến lễ ngũ tuần. Mỗi người chúng ta cần lễ ngũ tuần cá nhân của chính mình, phép báp tem của Đức Thánh Linh. Chúng ta sẽ không bao giờ có thể đứng nổi trong hoạn nạn nếu không có điều đó. Trong sự bắt bớ sắp đến, chúng ta phải sẵn sàng giúp đỡ nhau và khích lệ nhau. Nhưng chúng ta không nên đợi đến khi hoạn nạn đến mới bắt đầu làm. Bông trái của Đức Thánh Linh nên cai trị trên mỗi đời sống Cơ Đốc nhân. Rất nhiều người sợ hãi sự hoạn nạn sắp đến. Họ muốn chạy trốn. Tôi cũng vậy. Cũng có một chút lo sợ khi tôi nghĩ rằng sau tất cả 80 năm của cuộc đời tôi, bao gồm cả trại tập trung Đức Quốc xã kinh khủng đó, rằng tôi cũng có thể sẽ trải qua cơn đại nạn đó nữa. Nhưng sau đó tôi đọc Kinh Thánh và tôi vui mừng trở lại. Kinh Thánh nói, khi tôi yếu đuối là lúc tôi mạnh mẽ. Betsy và tôi đã làm tù nhân vì danh Chúa. Chúng tôi đã rất yếu đuối, nhưng chúng tôi có quyền năng vì Đức Thánh Linh ngự trên chúng tôi. Sự thêm sức bên trong đầy quyền năng đó của Đức Thánh Linh đã giúp chúng tôi vượt qua. Không, bạn sẽ không mạnh mẽ trong sức riêng của mình khi sự hoạn nạn đến. Thay vào đó, bạn sẽ mạnh mẽ trong quyền năng của Đấng không bao giờ bỏ rơi bạn. Trong 76 năm qua, tôi đã biết Đức Chúa Giêsu và không một lần nào Ngài từ bỏ tôi hay làm tôi thất vọng. Dẫu Chúa có giết tôi vẫn còn tin cậy nơi Ngài, vì tôi biết Ngài sẽ ban mão triều thiên sự sống cho tất cả những người đắc thắng. Hallelujah!